ầm ĩ của cuộc sống hiện đại này rồi, thì có lẽ là tôi cũng nghĩ rằng là các bạn trẻ, chúng ta cũng nên hạn chế cái việc là chủ động gây thêm những cái vấn đề.7 giờ nghe là tới đây hả, chờ nghĩ tới 19 giờ thậm chí là 20 giờ mới đợi khách ngồi. Thank you.